Quý vị và các bạn thân mến, từ năm 2016, trạm y tế phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm được thành phố đầu tư hàng chục tỷ đồng xây mới khang trang, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân khu vực. Thế nhưng hơn một năm nay, chưa người bệnh nào có thể đến khám ở đây vì nó đã bị bỏ không. Người dân ở đây mỗi khi có bệnh phải đến điểm khám chữa bệnh chật hẹp, cũ nát, nằm nhờ trong nhà văn hóa của tổ 15 phường Cầu Diễn. Trạm y tế phường Cầu Diễn được hoàn thành và dự kiến đưa vào hoạt động từ tháng 3 năm 2017. Thế nhưng một năm qua nó vẫn hoang hóa và dang dở như thế này. Cản trở do đâu? Tất cả chỉ vì một bức tường. Theo tìm hiểu của chương trình, thì bức tường vốn là mốc giới ngăn cách giữa trạm y tế với phần đất của doanh nghiệp bên cạnh. Trước đây, giữa phần đất của trạm y tế với phần đất của doanh nghiệp có sự chồng lấn, không thể xác định được ranh giới, nên chỉ một bức tường nhỏ xây mãi không xong. Hiện nay, sau nhiều lần họp bàn điều chỉnh, mốc giới này đã được xác định rõ ràng. Nhưng không hiểu vì sao bức tường của trạm y tế vẫn chưa được xây, khiến cho nhiều hạng mục còn lại vẫn còn đang dang dở. Lẽ ra là hoàn chỉnh lâu rồi. Thế nhưng mà do cái ranh giới của hai bên ấy là mắc giữa Uyên Hôm với lại bên dự án. Đấy. Cho nên là bên xây dựng là họ dừng lại, không làm. Thế toàn bộ vật liệu là bây giờ đắp chiếu, cả công trình cũng đắp chiếu. Lãng phí ở chỗ, có rất nhiều thiết bị đã được nhập về từ cách đây một năm. Trong đó có rất nhiều đồ điện tử như điều hòa, tủ lạnh, quạt máy mới tinh, được đắp chiếu trong kho chưa thể lắp đặt do công trình chưa bàn giao nghiệm thu. Chúng tiềm ẩn nguy cơ ẩm mốc, hỏng hóc do không được sử dụng và bảo dưỡng. Một năm nay rồi nhưng mà vẫn đắp chiếu để đấy, chúng tôi rất là sốt ruột vì cái nhu cầu coi như khám chữa bệnh của chúng tôi. Hiện tại là vẫn cứ phải là có người dân có bệnh, có tật gì là cứ phải đến cái khu mà bệnh xá ở nhờ ở một cái tổ dân phố 15 bên kia rất là chật chội. Cách trạm y tế không xa, hàng nghìn hộ dân của phường Cầu Diễn đang phải khám chữa bệnh trong căn phòng tạm này. Chật chội, sơ sài, không đủ điều kiện cần thiết để khám chữa bệnh, thực hiện các chiến dịch vệ sinh dịch tễ định kỳ. Nhưng cực chẳng đã, chúng vẫn bị trừng dụng. Cũng mong muốn là cấp trên cố gắng là giúp đỡ chúng tôi là sớm qua cái trạm mới để chúng tôi về cái trạm mới để nó cho chúng tôi nó cho giúp cho người dân để được hưởng thụ cái cơ sở vật chất của cái trạm mới. Đã có rất nhiều cuộc giám sát họp bàn giữa Sở Y tế quận Nam Từ Liêm với các bên liên quan để giải quyết vấn đề, nhưng chưa ngã ngũ, không hiểu do vướng mắc ở khâu nào mà chỉ vì một bức tường một năm qua vẫn chưa được xử lý. Việc đầu tư xây dựng một trạm y tế chuẩn quốc gia cho phường Cầu Diễn thể hiện sự quan tâm của thành phố và quận Nam Từ Liêm trong việc thực hiện mục tiêu chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Thế nhưng giá như những cơ quan liên quan vì lợi ích chung có thể đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc, cụ thể là ở đây sớm hoàn thành dự án đưa công trình vào hoạt động thì đã không có chuyện ngân sách của nhà nước, tiền thuế của người dân bị lãng phí, mà cái lớn hơn, nó ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân và gây nên những hoài nghi không đáng có trong cộng đồng. Đường dây nóng của chương trình là 024-383-55797, luôn sẵn sàng tiếp nhận các thông tin phản ánh của quý khán giả về những vụ việc vi phạm như thế này. Và chúng tôi sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý. Và sau đây sẽ là cụm tin vắn mà chúng tôi mới thực hiện. Đây là những hình ảnh được chúng tôi ghi lại trên tuyến đường mới mở, đoạn trước cổng trạm y tế phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm. Có thể thấy một đoạn của tuyến đường rộng đẹp và khang trang này đang trở thành nơi tập kết rác thải, phế thải, vật liệu xây dựng một cách bừa bãi như thế này. Thậm chí theo quan sát, có thể thấy rác thải và phế thải ở đây còn bị đốt khá nhiều, tiềm ẩn nguy cơ về cháy và ô nhiễm môi trường. Theo như những người dân tại khu vực cho biết, tình trạng này diễn ra từ lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng nào đứng ra xử lý vi phạm. Chiếc xe này đã bị tổ tuần tra của đội cảnh sát giao thông số 12, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội phát hiện và xử lý trên tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận thị trấn Xuân Mai. Do chở hàng sơ sài không che chắn, một số lượng lớn đất cát từ thùng xe đã rơi xuống lòng đường, gây nhiều nguy hiểm cho các phương tiện đi phía sau. Với lỗi vi phạm này, lái xe sẽ bị phạt tiền tới 2,5 triệu đồng. Sau khi triển khai mệnh lệnh 02 về cao điểm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Thay vì việc đứng chốt kiểm tra xử lý như trước đây, các tổ tuần tra lưu động được triển khai liên tục, bất ngờ dừng xe vi phạm trên các tuyến đường và các khung giờ khác nhau đã tạo ra hiệu quả rõ rệt cho công tác xử lý vi phạm. Thống kê 3 tháng đầu năm, riêng đội cảnh sát giao thông số 12 đã lập biên bản xử lý hơn 500 trường hợp xe tải chở vật liệu xây dựng vi phạm, phạt thành tiền gần 700 triệu đồng. Tiêu biểu trong số đó là sông Tô Lịch. Kéo dài 14 km chạy qua địa bàn 6 quận, sông Tô Lịch mỗi ngày tiếp nhận khoảng 150.000 mét khối nước thải sinh hoạt của các hộ dân trực tiếp xả ra. Từ một con sông đẹp, Tô Lịch giờ là nơi chứa nước thải, một dòng sông chết. Kết quả quan trắc nước sông của Sở Tài nguyên và Môi trường mới đây nhất cho thấy lượng oxy hòa tan trong nước thấp hơn 2 lần so với tiêu chuẩn,
mặt sông lúc nào cũng đen ngòm, đặc quánh. Đặc biệt những ngày nắng nóng, người dân phải sống chung với mùi xú uế nồng nặc đến nghẹt thở. Và ai cũng mong chờ những dự án cải tạo chất lượng nước sông, song cứ càng đợi, càng mất hút. Sẽ còn rất nhiều thông tin thú vị và cập nhật được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong các bản tin Hà Nội đẹp và chưa đẹp 7 ngày trong tuần. Vậy nên quý khán giả đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc là 19:45 hàng ngày trên kênh 1 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị cũng có thể xem chương trình bất cứ lúc nào trên kênh YouTube của đài chúng tôi hoặc theo dõi chương trình qua fanpage Hà Nội đẹp và chưa đẹp. Xin kính chào và hẹn gặp lại.